cái này là che mưa theo phương pháp cạo truyền thống. Ở trên đây cũng làm cái máng che miệng cạo như bình thường. Ở dưới đây thì có một cái nắp. Thì cái nắp này nó che nước mưa từ trên phía trên phía trên nó rớt xuống. Còn cái nó sẽ có một phần nước từ cái miệng cạo này, nước tạt ngang từ đây vô đây, nhưng mà cái lượng nước đó thì nó không có nhiều đến nỗi mình bị mất mũ. Thì làm này thì nó đỡ được cái là nó không bị mất mũ, mặc dù là nước có vô đó nhưng mà nó đỡ mất mũ hơn. Là thao tác chút mũ cũng nhanh, dứt cái đớt cái xong lấy thôi. Thì cái nắp này nó rộng, nó to và nó rộng, nên bà con nào cài truyền thống thử dùng cái này thử xem như thế nào. Thì ai có nhu cầu thì mình sẽ gửi tặng ba cái ship bưu điện về tới tận nhà. Thì người nhận chỉ cần gửi cái phí ship code thôi, phí ship code bưu điện chắc tầm khoảng mười mấy 20 ngàn một thùng. Đó, mình thử sử dụng coi như thế nào, coi nó có phù hợp với cái vườn cây nhà mình hay không. Thì ai có nhu cầu thì để lại số điện thoại hoặc là nhắn tin vào cái số 0898500860 á, thì nhắn tin địa chỉ, tên đầy đủ và số điện thoại người nhận, mình sẽ gửi tặng cái nắp này để cho bà con dùng thử xem như thế nào. Rồi, xin chào mọi người nhé.